Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ ba, ngày 27 tháng 7 2022. 27 tháng 7 nghe quen quá anh em. Nãy giờ mình quay mấy cái video mình đọc ngày 27 tháng 7. Khi mà đọc trong miệng mình cảm thấy nó quen quen ngày. Cuối cùng ngồi suy nghĩ nãy giờ mới ra anh em. Bữa nay là ngày lễ nha. Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Hàng chi sáng giờ mình có lướt TikTok mình thấy mấy anh hát cầm guitar hát ngoài nghĩa trang rất là nhiều luôn. Mình cũng không hiểu tại sao, nói chung là không phải không hiểu mà là mình cũng không để ý á. Bây giờ mình mới phát hiện là bữa nay là ngày lễ. Đó thì chúc các anh em mà gần hết ngày rồi chúc cũng kỳ quá. Chúc các anh em có ngày lễ thật là ấm cúng bên gia đình ha, thành công trong công việc. Bữa nay thì mình cũng vẫn là đi chấm thi cho nên mình ngày không có gói được. Bây giờ ban đêm mới gói. Thì trong video này mình cũng xin lỗi mấy cái anh mà ngày hôm qua mua hàng á, là anh mua hàng rồi mình không có quay. Tại vì hồi tối hôm qua là căn bản là mình quay không kịp nha mọi người. Tại vì khi mà ban ngày mình đi chấm thi, ban đêm mình gói thì nó dồn vô ban đêm nhiều quá đó anh em. Mình gói muốn tắt thở cho nên là quay phim nó tốn hết mười mấy phút. Vừa quay vừa up lên nó tốn khoảng 20 phút ạ. À. Cho nên là mình qua mình lược bỏ mấy anh mình không có quay, mong mấy anh đó thông cảm. Thì nhiều khi mình bị quê anh em, đang dễ cái anh kia anh nhắn tới nói tao lướt hết cái kênh của mày rồi nha. Mà chưa thấy tao luôn nha. Đó, mình đọc cái tin đó mình muốn xỉu luôn mọi người. Nói chung là mấy ảnh rất là mong chờ cái video của cái mặt hàng của mấy ảnh mua. Để coi mà an tâm, coi mà tin tưởng, coi để có một chút là gọi là tự tin mua hàng á anh em. Nhưng mà coi hoài không thấy thì mấy ảnh hơi thất vọng. Thì xin lỗi mấy ông anh rất là nhiều ha. Mình gói không kịp rồi mình quay nữa thành ra nó quá trời tốn thời gian á, cho nên là sáng đi gửi không kịp, cái đó mới là tội lỗi hơn nữa mọi người. Đối với mình cái việc mà đi gửi hàng cho anh em trễ á, gửi mà không kịp lúc kịp thời á, là cái đó là cái nặng nhất. Thì có chút video không quay thì anh em thông cảm. Thì tuy là mình không có quay nhưng mà mình có test nha. Tất cả những cái hàng anh em đều nằm trong cái thùng như thế này. Ví dụ thôi ha, chứ mỗi một cái đèn thì nó ở cái thùng khác nhau nha. Thùng khác kiểu. Thì ví dụ như nó ở trong thùng như thế này, tấm pin với cái đèn nó ở đây. Thì khi mà mình không có quay á, mà mình gấp quá đi, thì mình cũng phải tháo cái thùng này ra, lôi đầu hai cái đèn với tấm pin ra và kết nối sạc. Sau đó bỏ pin vô cái cục remote này và test rồi chế độ auto nó cháy ok, chế độ sạc ok, rồi on off ok, rồi mới bỏ ngược trở vô, mới đóng thùng, mới gửi cho mọi người nha. Chứ không phải là không quay video là mình để nguyên thùng vậy mình gửi luôn là không đúng nha mọi người. Trên kênh của mình lúc nào đèn cũng được test rất là kỹ trước khi gửi đi nha anh em. Thậm chí mình coi đến cái mức độ mà chạy xước của đèn luôn á mọi người. Nó ngon lành thì mới gửi. Đó cho nên anh em về nhà nhận hàng á, thì chắc chắn cái đèn đó đã sử dụng được, đã hoạt động được. Còn nhiều anh em nói giờ sao nó không thấy nó sạc, giờ sao không thấy nó cháy. Thì cái đó thì anh em xem lại. Có một cái căn bệnh muôn đời luôn mà chúng ta mắc phải hoài luôn nha. Mình chỉ cái này không biết là bao nhiêu lần rồi mà mấy anh em vẫn như vậy. Và mắc cái lỗi đó hoài và mình gọi điện video call mình hướng dẫn cái anh em làm được liền. Khi mà anh em làm được liền anh em mới ngỡ ngàng ra là cái chuyện nó đơn giản vậy mà chúng ta đã làm sai mà lay quay leo lên leo xuống nóc nhà, tại vì gắn tấm pin nóc nhà mọi người, leo xuống gỡ cái đèn lên gỡ cái đèn xuống tùm lum luôn mà không được. Đó là cái cúc nối này nè mọi người nè nha, cái cúc nối này nè, ở bên trong nó có một cái lưỡi gà và một cái giống như một cái lẫy ha, một cái lồi âm dương đi. Một cái bên âm và bên dương thì anh em đút cho nó đúng cái khe đó. Anh em nhìn cái khe nha. Không phải nhìn hai cái chấu để mình rút ra cái. Rút cái cứng quá vậy. Nè. Ở đây nó có hai cái chấu trắng trắng nè. Hai chấu trắng trắng anh em thấy không? Phải có người cầm mới được. Đây nó có hai cái chấu trắng trắng nè. Đó. Thì không phải anh em đút theo đúng hai cái chấu này đâu. Mà đút trúng đúng cái lẫy trong đây nè. Đó. Cái lỗ nè. Anh em thấy nó khuyết khuyết không? Đút trúng cái chỗ khuyết đó. Thì nó mới kết nối tốt. Em cầm vô giùm em. Đó, nó mới kết nối đúng nha, chứ không phải là mình đút đại nha mọi người. Không phải là hai cái tròn tròn này cái đưa vô xây xây nó đúng tròn tròn rồi cái chọt vô bậy làm vậy nó sai cực, sai cực là nó không sạc. Mà nó không sạc thì cái đèn ta nó chẳng có dấu hiệu nào là hoạt động hết nha anh em. Đó, nhiều anh em cứ rất là rối khi mà nhận hàng. Ôi tao chọt hoài tao không thấy gì đâu, tao cũng không thấy nó sạc gì. Không lẽ khi vận chuyển rồi nó bị lỗi mày rồi kia? Không có đâu mọi người, ít bao giờ bị lỗi lắm nha. Đó, người ta đút sai cái này thì nó sẽ không thấy tấm pin, và nó không thấy tấm pin thì nó sẽ không có hoạt động đúng như là cái đèn năng lượng mặt trời nha. Nó sẽ thiếu điện,
nó sẽ không sạc được, rồi nó sẽ bấm, nó sẽ tào lao này kia ha. Phải kết nối với tấm pin ha thì nó mới đầy đủ chức năng của nó nha mọi người. Đó thì mình có một chút nhắc cho anh em. Thì trên bàn là hai cái T300 và một cái ốp 3 không phải. Hai cái T300 và một cái ốp 300 để gửi cho anh Sơn ở Kiên Giang. Anh Sơn ấp Dòng Đá, xã Bàn Thạch, Dòng Riềng, Kiên Giang. Ấp Dòng Đá ha, xã Bàn Thạch, Dòng Riềng, Kiên Giang. Thì anh Sơn là mối quen nha anh em. Anh Sơn mua rất là nhiều lần rồi. Bữa nay anh Sơn anh quay lại ủng hộ nữa ba cái luôn. Thì ảnh ủng hộ trúng ba cái đang khuyến mãi. Nhưng mà dường như là ảnh không biết nha anh em. Ảnh không biết khuyến mãi, ảnh nhắn cho mình theo kiểu giá cũ, giá cũ. Và mình nhắc ảnh là ba cái này đều có khuyến mãi, ảnh mới 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 biết á, chứ ảnh không quan tâm vấn đề khuyến mãi. Thì như khuyến mãi hồi anh hôm bữa giờ mình nói anh em nghe rồi. Cái ốp trần 300 này đang sale nha. 750 mà anh em mua từ hai cái trở lên thì ở đây có ba cái nè. Không cùng chủng loại cũng được nha. Hai cái trở lên là 730 nè, nó đang 730 đó mọi người. Tại vì anh mua ba cái rồi. Rồi, cái T300 nè là nó là 880 nhưng mà anh em mua là hai cái trở lên á là nó còn 850. Thì đặc biệt là cái T300 này nè. Anh em có thích á thì mua lẹ nha. Chứ mình chỉ khuyến mãi một vài thùng mang tính chất là tạo dấu ấn thôi chứ không thể nào khuyến mãi hoài gì được nha anh em. Tại vì cái đèn này khuyến mãi hoài vậy thì có thể kênh mình sẽ tắt lụi luôn mọi người ha. Cho nên là một vài thùng thôi, chừng nào mình thông báo mình hết hàng khuyến mãi rồi thì mình ngưng cái vấn đề đó nha mọi người. Mình nhắc lại là anh Sơn T300 này ảnh lấy chỉ có là 850 thôi nha, rồi con này chỉ có là 730 thôi đó. Thì ở đây ba cái cho nên nó lọt vào cái khung khuyến mãi rồi ha. Cứ hơn hai cái trở lên là mình khuyến mãi, không cùng chủng loại cũng được nha anh em, không cùng chủng loại cũng được đó. Thì cảm ơn mấy ông anh rất là nhiều ủng hộ ha. Anh Sơn anh đâu biết mình khuyến mãi đâu mà anh cũng ủng hộ luôn. Anh mua đại thì nó lọt vô khuyến mãi thì 850, 850 là nhiêu ta, là 1,7 triệu, 1,7 triệu với cái ông kia 730 là 2,430 triệu cộng với cái đống này phí ship chắc đâu đó cũng 101 ha, 101, 102 gì đó. Thì ba cục này khi mà gói xong rồi nó sẽ thành một cái cục rất là to nha mọi người, chứ không phải đơn giản đâu nha anh em. Nó nặng luôn á, tại vì cái T300 này nè, cái đèn này rất là nặng nha. Cái T300 là cái đèn rất là nặng. Thì nó nặng lý do thì anh biết, anh em biết rồi, cái bộ pin lưu trữ 25A của nó là một cục, một đống luôn á. Nếu mà moi cái đó ra là nó thành một đống luôn, nhưng mà tiếc cái là cái đèn này không mở được nha. Cái đèn này người ta chét keo ron rồi. Mình mở ra là nó sẽ rất là cam go. Mở được đó. Này mà mình chế cái xăng thơm vô thì cái keo này nó bung ra là được đó, nhưng mà nó phiền lắm mọi người, cho nên mình họ không có mở nha. Làm vậy thì nó xấu cái đèn đi. Khửi tới khửi lui thì nó cũng lầy lụa, nó cũng không có phải như cái gia công của xưởng nha. Cho nên anh em thông cảm. Biết là bộ pin 25A được rồi ha. Rồi bây giờ mình nói lại về cấu hình. Tấm pin này 25W nè. Chiều dài 4,5 tấc nhân cho 3,5 tấc, chắc bề ngang là 3,5 tấc rồi thấy không? Đó 25W nè. Bộ pin lưu trữ 26A giờ có 400 con 2835 và đèn này bao sáng nha, bao sáng. Chiều này của nó là 3,25 tấc nè. Còn chiều dài của nó là 3,65 tấc nha. Cái đèn vậy đó, 3,25 tấc nhân 3,65 tấc. Còn cái ốp trần 300 này thì dễ nhớ hơn. Tấm pin đó 18W nè. 3,5 tấc nhân 3,5 tấc. Còn cái đèn từ đây qua đây á, là 3,5 tấc ha, đường kính là 3,5 tấc. Và có 300 mấy chục con 2835 á, chia làm 6 vòng. Bộ pin lưu trữ là 16A giờ nha, 16A giờ. Và đèn này thì anh em an tâm đi, mấy cái đèn của Zinri xài ngon lành nha. Thôi bây giờ mình sẽ bấm mình như thế này. Đó. Đó, thấy không? Rồi. Rồi hai cái đèn này hoạt động ok, hai cái remote này bấm như thế nào hết luôn phải không? Remote bấm ngon lành luôn phải không? Đấy. Đó, ok. Rồi, tới cái ốp trần này. Ốp trần này bấm đại nút on. Đó, chạy. Bấm nút off, tắt. Nút auto thì sao? Nút auto nó cháy lên một chút xíu, vài giây nó sẽ tắt nha. Tại vì đang sạc cho nên là nó không cháy. Rồi, bây giờ mình sẽ rút cái này ra và cầm cái 300 này đi vòng vòng cho anh em xem. Cái, đây. GDT 300. Giá hiện tại mua hai cái trở lên chỉ có 8,5 mà anh em thấy cái độ sáng nè. Nó không thua một cái đèn cao cấp nào trên thị trường đâu nha anh em. Mình nói thẳng như thế luôn ha. Nhiều anh em thấy giá dưới 1 triệu không dám mua mọi người. Dưới 1 triệu không dám mua. Đó, nè. Không có thua một cái đèn cao cấp nào trên thị trường hết ha. Hiển nhiên nó không có sáng được bằng GD 1000 rồi mọi người. Không sáng được bằng GD 500 loại 1 rồi, hiển nhiên là không bằng rồi. Nhưng mà ở trong cái tầm giá 8,5 của nó là nó rất là VIP. Anh em thấy không?
cái trái nó lớn cho nên nó phổ ra một cái ánh sáng ở một cái khu rộng vài trăm mét vuông, ok thấy không? Anh em treo lên 4 mét đi, nó sẽ còn rộng hơn nữa, rất là rộng nha, và ánh sáng này chuẩn nha. Treo trong nhà viết chữ đọc sách ok nha mọi người ha, treo trong nhà viết chữ đọc sách ok đấy, không có vấn đề gì nha. Đèn rất là sáng. Treo ở bàn ăn, treo ở chỗ lặt rau, nhà tắm. Nhà tắm thì quá phí, nhà tắm thì cái đèn nhỏ hơn, cái này bự quá. Đó, ở tiền chế, ở hàng tư ha, ở như phòng khách, ở phòng tiếp khách, đặc biệt là ở hồ cá đó. Thấy mấy anh em hay đem mấy cái đèn này về pha ở mấy cái tiểu cảnh anh em, tiểu cảnh quá sáng luôn ha, pha mấy con cá coi ban đêm nữa. Đấy, đèn này thì bán là an tâm, sáng khỏi chê, chưa ai mà chê cái ánh sáng của T300 chân. À, nhưng mà cũng phải theo tầm giá nha mọi người, giá 880 của nó, chứ mình so với cái đèn 2 triệu mấy là hơi toi. Rồi bây giờ tới cái ốp trần 300 đó. Cái này cũng là cái mặt hàng hôm bữa giờ bán chạy lắm, lý do là tại vì ốp trần mình còn có một loại nè đó, nó có một loại à, và nó sắp hết luôn rồi, nó còn mấy cái à, nãy mình vô mình thấy nó còn mấy cái à đó. Thì anh em thì hướng nhiên là ưa chuộng 400 hơn, nhưng mà lúc thời điểm này 400 đào đâu ra mọi người, cho nên thôi xài đỡ 300 cũng được, nó cũng ngon mà, thấy không? Anh em ủng hộ nhiều á, giờ còn vài cái thôi đó, cũng chắc cũng nhờ mình khuyến mãi rồi, nhiều anh em nghe khuyến mãi rồi thương anh em đó, nghe khuyến mãi là bắt đầu là biết cái thằng đó nó đang là muốn bán cái hàng đó đó, mà anh em nghe thằng đó nó muốn bán cái hàng đó là anh em nhảy vô mua liền, giống như là người Việt Nam mình có một cái tương thân tương ái mọi người, thấy không? Đó, khuyến mãi chính là cái dấu hiệu để chứng tỏ là cái thằng bán đang muốn bán, và những người mà yêu thương đó sẽ nhảy vô ha, nhảy vô và hỗ trợ nó ha, người con tay kéo cho nó hết hàng cho rồi, nó vừa hết hàng mình vừa được giá rẻ mà có hàng ngon lành xài nữa, không phải khuyến mãi là hàng ế nha anh em, nghĩ khuyến mãi là hàng ế là cái đó sai lắm rồi. Đó, cái hàng này mới về hết á, nhưng mà tại vì mình muốn bán thôi, nói chung là nói tóm lại một câu mình muốn bán ha, mình muốn bán cho anh em là bán hết cái lô này lấy lô khác, cứ làm một vụ hoài, lời lỗ thì nó không quan trọng trong lúc này đâu, à không, lời không quan trọng thôi chứ đừng lỗ, bán sao cho đừng có lỗ nha anh em, chứ không lỗ là bán chi đúng không đó, lời ít ha, mình nói là lời ít mới đúng đó, chứ còn mà bán hàng lỗ thì để xài luôn cho rồi. Thôi bây giờ mình kết thúc video, anh em đam mê cứ liên hệ 0766874311, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Video này hơi dài quá ha, nãy là nói ông dòng dài hơi dài. Nói chung là T300 giá 850, anh em cứ nhanh chóng lên hơn nữa nha, nhanh chóng hơn nữa đó, hiếm có khi mà mình liều mạng mình khuyến mãi tới 30.000 một cái mà đó. Lời lớn không nhiều mà khuyến mãi quá trời, cái đèn này bự lắm nha. Thôi chào anh em nhé.